Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Starlit Eden là tựa game chiến thuật kết hợp sinh tồn được phát triển và phát hành bởi Era Evolution Studio. Game đưa người chơi lãnh đạo một nhóm các nhà thám hiểm không gian bị lạc đến một hành tinh mà con người chưa từng đặt chân tới trước đây. Thật may mắn là hành tinh này giống như một thiên đường với những khu rừng và cánh đồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Đó chính là cơ hội cho bạn khám phá, xây dựng trang trại, phát triển công nghệ và lập nên mái nhà mới cho phi hành đoàn. Trong Starlit Eden, người chơi có thể ra lệnh cho các nhà thám hiểm trồng trọt, hái lượm, chăn nuôi, chế tạo, câu cá và vô số hành động khác. Tất cả đều có thể thực hiện qua thao tác chạm và kéo vô cùng đơn giản trên màn hình cảm ứng. Mỗi nhà thám hiểm trong trò chơi được phân chia thành các cấp bậc khác nhau và đảm nhận vai trò khác nhau. Một số cực kỳ thành thạo trong việc xây dựng hoặc làm nông, một số khác là được trang bị vũ khí tối tân để chiến đấu. Dĩ nhiên là ngoài sinh tồn với những khó khăn mà hành tinh lạ đem lại, game thủ còn phải đối mặt với các kẻ xấu muốn cản trở sự tiến bộ của bạn. Chính vì thế mà ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, người chơi còn phải phát triển các vũ khí và thiết bị phòng thủ mới. Ngoài ra không ngừng chiêu mộ các nhà thám hiểm mạnh mẽ để gây dựng lực lượng sẵn sàng đáp trả khi chiến tranh nổ ra. Starlit Eden cũng đem đến các trận chiến PvP thời gian thực, thử thách khả năng điều binh khiển tướng của bạn. Tất cả hứa hẹn tạo ra một tựa game thú vị thỏa mãn các fan có thể loại chiến thuật và sinh tồn hiện nay. Các điểm đặc sắc của game: đồ họa 2D hoạt hình bắt mắt, gameplay chiến thuật kết hợp sinh tồn, nhiều anh hùng để chiêu mộ, điều khiển thao tác cực đơn giản, xây dựng và phát triển thành phố của bạn. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?